Giới thiệu, em là Trung Kê. Sở thích của em thì cũng giống như các anh em đây thôi, là con gái. What? Và... Sở thích con gái. Ưu điểm của em là chiều cao, còn nhược điểm của em thì là đẹp trai. Ưu điểm là chiều cao. Ưu điểm là chiều cao. Dạ vâng ạ. Mà lúc em mời tới đây thì em thấy chị Trinh như kiểu em không biết là chị đến là một cô gái. Em cứ tưởng chị là một cô gái đến để tỏ tình với cả chín anh em ở đây. Mà hóa ra là không phải. Ngày trước em cũng thích chị Ái Phương lắm, nhưng mà vừa mới vào chương trình mất nhậm với cả Hải Nam cứ gọi là mẹ. Mà em thì phần thứ nhất là em cũng ngại, phần thứ hai là em cũng không muốn có, không muốn làm bố nuôi của hai đứa đấy, là thôi em không dám tỏ tình với chị Ái Phương. Thì hôm nay em đến đây thì cũng chỉ mong tìm được cho mình một cô người yêu hợp gu của mình thôi. Dạ, Ái Phương cũng là một người bạn thân thiết của chị. Ái Phương nói là nhớ để mắt kỹ Trung Kê nha, vì cậu ấy nghịch nhất chương trình. Đâu à, Ái Phương nói thế nào ấy chứ. Rồi, có gì chỉ giáo cho chị nhé, Trung Kê. Em dễ thương thật đấy. Đi đâu? Cái nét dễ thương của Trung Kê em dễ thương. Để bóng. Trung Kê, dạ? Em nói tin gì mà em chạy mất tiêu, lỡ người ta cái em không kịp giùm thì sao? Nhưng mà em biết là em đợi tàu hỏa ở sân bay rồi, em nghĩ em không có hy vọng gì đâu. Tại vì bạn đến chương trình là bạn sẽ chọn một người mà bạn ấy thích từ trước rồi. Em bi quan vậy hả? Vậy em lên đây làm gì để mà em tỏ tình xong dạ em vâng. Chạy mất? Em mất niềm tin vào con gái, nhất là những bạn xinh. Ô, thể nào mất niềm tin vào gái, thể nào mà như thế này. Hình như dress code của chúng ta là sự tinh khôi thì phải. À đâu à, em đi biển đấy chứ. Ủa? Hả? Ủa sao lạc loài vậy? Sao số 9 hình như là nó hay có... đúng rồi, cái khác biệt đó. Cái ghế á. Đợt trước là Soho. Chú thờ điện. Chú sở thờ đụng. Thờ đụng. Hình như stylist là để ý ghế số 9 lắm, hay đầu tư đặc biệt cho ghế số 9 ha. Dạ, chắc là em không biết em đi lạc ở đây à. Mọi người đi prom à? Họp phụ huynh. Họp phụ huynh á. Nhưng mà có lẽ như đây cũng là một cái tín hiệu cho thấy là hôm nay em sẽ là một người được chú ý đặc biệt của chương trình. Vũng thầy thế mà thầy tìm em đập mạnh quá. Câu đầu tiên, nếu như em tải app hẹn hò về em sẽ ghi dòng tiểu sử ra: Trần Nhậm bản real. Em khẳng định thế, em khẳng định bởi em lập app hẹn hò ai cũng nghĩ là em là fake luôn, thật. Xong rồi em làm cái dấu hiệu giống như cái tích xanh vậy đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Chị sẽ report em đầu tiên đó. Nếu mà có bản real thì chắc chắn phải có bản rap. Thì hợp lý không? Có cả bản fake nữa. Dạ, loại trường hợp 1 còn Trung Kê thì sẽ để cái hình tượng hay là để cái slogan gì để thu hút mọi hình người? Hình tượng à? Rồi, chết rồi em. Bad boy not good. Motorboy. À không không, câu này cũ rồi. Chắc là em sẽ để câu đẹp trai số 2, không ai số 1. Chưa mình nghĩ ra luôn. Hay, cũng... Có một câu dạo ở đây em nó thích đó là em tốn 12 năm để tìm X nhưng mà X lại là anh. À, cái đó có phải là một cái phạm trù toán học không? Đúng rồi chị. Học 12. Lớp 1 đâu có tìm X đâu bộ. Ngoài X ra còn ngồi Y và Z nữa cơ. Y, Z mà. Tìm đâu tìm mỗi X đâu ta? Này này, đúng đó rồi. Là chữ giải tích. Minty biết tính toán đấy mà em nghĩ là không biết tính các em đâu. Em nhớ rồi. Sao nhớ rồi á? Mời lên đây Trung Kê. Nhưng mà chưa được hỏi. Chị ơi, nhìn nào em này. Em lại lộ đề rồi Thu ạ. Chị bảo giữ kín bí mật vào cho hấp dẫn. Đâu không phải đâu. Là cái áo này để em kể cho ấy, là mọi người bảo em mặc một cái áo khác, nhưng mà em thấy cái áo này như nó lại có cái này, nó để ở tít ở dưới góc cơ. Thế là em cầm ra bảo mọi người là cho em. Chứ không phải là chương trình bắt em mặc không cái áo phải. Này á. Vậy là không hề gán ghép rồi, cái này là duyên nợ rồi. Nhưng mà nhớ đâu là chương trình biết em thích gu này để ở đấy cho em nhìn thấy. Thế thì hơi ngoan ngoèo. Dạ. Đầu óc anh rồi cũng khá phức tạp nhỉ. Chắc là loại em của em cao dưới 1m76 này. Em cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m77. Em thôi đừng nói nữa. Thôi nói chung là dưới 1m76 thôi, bí mật. Sao cảm thấy có vẻ em cùng sống với mấy anh nhờ? Giống hả? Ý là ba cái điểm đó em cũng đi. Đấy là anh cảm thấy thế thôi, còn chị chưa chắc chị đã cảm thấy cùng sống với anh đâu. Anh nói thôi mà, kệ anh nói vậy thôi, chứ anh có ép người ta giống hay quá Trung Kê ơi. Anh nói vậy thôi mà mày cũng... Thái Ngân chị ủng hộ em, chị ship đẩy thuyền cho em, nếu em có cố gắng sẽ may mắn mà. Ôi em xin lỗi.
Trung Kê sẽ đây đây. Lại tôi. Lại tôi. Trung Kê tôi sẽ cho đùa mọi người à. Sẽ hôn vào cằm của Thịnh. Cằm á. Ôi đang từ chán xuống cằm xong tí đến dây kỳ. Chết. Cái này dễ, cúi xuống nào. À thôi. Cúi xuống. Cúi xuống nào. Vào cằm nhá, đúng cằm ấy. Cằm đây á. Đúng không anh? À đúng không bạn? Sao tôi nghe, tôi nghe nó tình cảm ấy bạn. Tôi nghe rất tình cảm em nhiều mà. Thôi nhá. Em vẫn thấy chị cười đáng yêu như lúc đầu, nhưng mà chị vẫn chưa nhìn em nhiều đâu đấy. Sao vậy mấy anh? Tại bạn ấy ở đứng gần như vậy, cô hổng nhìn Trung Kê. Nè, em lên đây đứng nhìn chị 20 giây. 20 giây à? Đấy. Đấy. Ôi, em cũng muốn. No! Mọi người đến 40 giây thôi tôi. Nhưng mà em sợ em buồn cười quá. Rồi đếm đi nè. Có được nắm tay không ạ? No! Ôi. Ơ kìa. Tham lam. Ngại lắm. Ngại á. Rồi đếm nha. Baby, chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng anh đã trọn nhớ nhung rồi. Baby, chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi. Bây giờ em đang còn cảm nhận mùi hương ở trên này nữa. Hương đấy là hương cổ tôi vừa nãy đấy. Đuổi ấy chị. Đấy, em thấy đủ rồi đấy ạ. Đấy đó. Em nhìn dạ kỹ vâng. Chưa? Em nhìn kỹ rồi, em nhưng mà tí em về kia chị vẫn phải nhìn em đấy. Dỗi. Lại dỗi lại hơn. Dỗi. Trung Bê. Bây giờ em đã đổi quan điểm cho mấy anh nên thích người bằng tuổi. Bên này. Đấy, bên này. Bên này đi. Vui là con gái hà. Vui là con gái hà. Mọi người đưa cho mình mặc thử cái bộ đồ con gái này thì mình mới biết là cảm giác làm con trai thật tuyệt. Mọi người cho mình mặc cái áo gì mà kích hết cả nách xong rồi ngực thì còn không cài được vào. Ngực không cài được vào bây giờ mình phải lấy cái này mình che này. Mình không hiểu là mình chọn đúng hay không hay là biên tập lại lừa mình như là mấy anh em kia. Nhưng mà mình cảm thấy làm con trai thật tuyệt. Mặc đồ con gái khó chịu lắm. Mặn mà có nghĩa là nhiều gia vị khác nhau đúng không? Em nghĩ một món ăn thì nên nhiều gia vị nó sẽ ngon hơn là nhạt nhẽo. Dạ, vậy là chàng trai đó cũng phải đậm đà lắm. Nhưng mà ăn mặn nhiều là không tốt cho thận đâu nha. Vũ Thịnh ơi, em thích một cô gái như thế nào? Một cô gái giống y hệt Thịnh. Một cô gái tỏa sáng không kém. Cô gái tỏa sáng khắp nơi. Nhiều quá nhờ. Tôi bị ám ảnh cái hình ảnh đấy quá Thịnh ơi. Nghĩ là Thịnh chưa nói cái quan trọng nhất. Gu con gái của Thịnh là chán phải ngắn ngắn một tí, về sau lấy vợ đẻ con ra chán nó mới được bình thường. Trung tính lại, trung hòa lại. Nó mới trung hòa được với nhau. Ủa chú, anh em mình pro mà. Kẻ thù mới. Nhưng mà lỡ gen của Thịnh nó trội quá làm sao. Khó lắm. Có nha, hôm nay em có này. Cái tiết học sinh học di truyền của chúng ta khép lại và xin mời Minty. Em thì thường ấn tượng với Thịnh gái nhiều tóc. Chuẩn luôn, đang định bảo. À không, em thích con gái hay cười bởi vì em hay khóc. Nhiều tóc nào, mà hay, nào, hay cười. Nào, mình trưởng thành như này. Em sẽ được tha thứ gạch tên khỏi cái hạnh kiểm này. Nếu dạ. Như mà em khai báo cho tôi một trong chín bạn ở đây có vấn đề. Thôi anh em mình cùng sống chết đi Trung Kê. Hả? Lên đi Trung Kê, bạn đó làm cái gì? Trung Kê tuần vừa qua tốt đừng luôn. Có kể cái vụ mà mình đi quýnh lộn hồi chiều nha. Trung Kê, em dạ. Lại như thế đó rồi. Trường này quy định là học sinh phải cài đúng 6 cái cúc. Mà em không có một cái cúc nào là sao? Có cúc quần này em cài rồi. Cái cúc quần mà không mặc nữa thì làm sao mà có cái mặt mũi nào đi vào cái trường này nữa. Thì coi như là em đến đây chơi đi. Trường nơi để vui chơi, để đoàn kết với bạn bè mà đâu phải mỗi việc học là ấy đâu. Học mà chơi, chơi mà học. Chuẩn rồi. Chắc Trung Kê sẽ là người giỏi toàn diện. Không giỏi môn nào luôn. Tại vì em ở trong lớp em không học đâu. Toàn ngủ à? Dạ. Là em thường hay xem, theo dõi hoặc là để ý từ lâu rồi. Em thường hay xem anh Trung Kê. Có anh á, có anh, em xem gì của anh đấy? Dạ. Em xem anh chừng nhậm. Hỏi chạy. Anh ngồi thử với, anh cũng muốn được thử. Mà thử ai? Không vừa cho hai người rồi. Cái này là bố con này. Cái gì đại hội bồng nhau à?
Ây da, mọi người đúng người kim à. Em đủ anh tài kéo tóc của Minty luôn đấy. Hả? Dễ ồn, nên kéo cho. Ai vừa, ai kéo ngay cái máy đó. Ai vừa bắt mang hồ đấy, thằng quỷ trung kê nhá. Ôi, trung kê. Đúng là thanh niên racing boy từ bé. Nhìn nhỏ láu hả? Nhìn trung kê nhỏ láu hả? Tao dám cái gì? Với lại bạn có thù với à Paul dáng đúng không? Nhìn tấm nào như tấm nào luôn á. Tôi không biết tao chụp ảnh, tại vì tôi lười chụp ảnh lắm. Thế mày như ngày xưa người bạn đô hơn bây giờ ấy nhở, đúng không? Ngày xưa người tôi cơ bắp luôn. Anh Tài hả? Em cũng trúng rổ hả? Em không, em chụp ảnh thôi à. Nhìn là biết rồi, nhìn là biết anh rồi. Trung kê sao chơi được? Đúng rồi, nhìn cái hình là biết không biết chơi rồi. Mà có một cái thứ rất là hay, mấy bạn có để ý không, là trung kê tạo dáng luôn bị đau một thứ gì đó. Khi thì đau cầm, khi thì đau bụng. Kìa, đau nách. Khi thì đau tay. Trung kê em với hồi xưa có khác nhau về tính cách nhiều không? Không, em nghĩ là em vẫn thế từ bé đến giờ, em vẫn kiểu ít nói, vẫn kiểu hiền lành, ngoan ngoãn. Trước giờ em vẫn thế. Dạ không ạ. Em có diễn tả lộn anh không vậy Trung kê? Nhầm hay gì vậy Trung kê? Nhầm đâu, nói thật là ở nhà em ít nói lắm, em không nói nhiều đâu. Nói lắm luôn, không bao giờ nói kiểu. Đôi khi về nhà em cứ ở lì yên phòng em. Ở nhà sợ mẹ mà chị, ra đường thì đua xe. Đấy, có hình minh họa luôn. Lớn vẫn đua xe mà chị ạ, ra công an giao thông Hà Nội quen hết mặt rồi. Còn cái kia là hình xăm à? À không ạ, đấy là hình dán nữa ạ. Trên người em cũng hình xăm. Tính ra toàn đồng phay không ạ? Tắt dán à, lại dán. Đây là đồng phục của... À không ạ, đấy là được đấy là các bạn thấy em cũng kiểu cao giáo à, cho em mặc đồ thể dục cao vào. Cao giáo. Cao giáo. Ôi dồi, nhột thế. Trung kê ơi, mình bỏ qua chứ đã đi. Chứ vòng vòng hồi là gãy đó. Là người mẫu ảnh phải không em? Dạ vâng ạ. Em nghĩ là anh Tài lắm, tại vì quần anh Tài hay rách nên là bạn biết hay yêu thùa các thứ thì. Ủa, bạn quần anh hay rách nào? Hồi bé mà quần rách còn gì. Ý là to quá nhiều khi. Xong rồi còn rách. Miền Trung nữa. Em nghĩ vậy là thì anh Phú Thịnh cũng là một phiếu rất là lớn luôn á. Hình như người ta nói á, chủ nhân mà nuôi con gì á, có nghĩa là mình đang thiếu một cái tố chất nào đó của cái con vật đó. Thí dụ mình đang cô đơn mà hay nuôi con chó, tại con chó trung thành nó luôn ở bên cạnh mình, không có bỏ mình. Mà người nào mà nuôi con mèo á, có nghĩa là người đó rất là thiếu sự độc lập đúng không? Tại vì mình con mèo rất là độc lập. Thế thì em thiếu thốn nhiều thứ lắm, tại vì ở nhà em nuôi tận 4 con chó và 1 con mèo cơ. Em rất thích đi phượt, đi du lịch. Liên, em nghĩ sao về thần gió Trung kê? Ủa, tại sao gọi là thần gió vậy? Ông hoàng thần gió chị ạ, phóng xe gọi là đẳng cấp luôn. Ôi, em thấy... Trung kê, em đi mô tô phải không? Đi phân khối lớn chị ạ. À, em chạy nhanh nhất trước giờ là bao nhiêu trong cái tốc độ được cho phép? Nếu mà em nói ra thì em sợ là em bị phạt nguội mất. Không, ở trên cao tốc có một số nơi được quyền chạy đến tốc độ nhưng tối đa. Nhưng mà, chị quá rồi, tốc độ tối đa cao tốc của chị ạ. Thì mình giả bộ nói. Không có cao tốc nào lại được như con số của em. Không có. Em nói thật với chị, đường Hà Nội mà vừa tắc vừa đông. Nhưng mà cứ nhìn Trung kê cái bảo em nhìn được xe bảo wing 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 tất cả xe. Thế ra chị ạ, tại vì là ông hoàng trong làng gọi là tông thẳng chị ạ. Xong rồi Trung có tuyệt chiêu núp gió đúng không? đấy là ngày xưa ấy chị ạ, còn bây giờ thì em đi rất là an toàn, em đi rất là chậm rãi từ từ rồi. À đây, em mặc cái áo này để tôn dáng em, tôn lên cặp chân dài của em. Wow. Rất dài nha mọi người. Nhưng mà cái dây đó có bất tiện khi em đi mô tô, nó có quấn cái bánh xe không em? À, thôi em đi ô tô, em không đi mô tô đâu. Mà lèm, mà lèm. Ê, sao nó không giống gái? Ủa, đây là nam giả nữ đúng không? Nguyên một cái hình giữa bạn con trai luôn. Trông cũng giống con gái mà, trông giống con gái mà. Em xin khẳng định nếu đây là một phụ nữ, đây là phiên bản lỗi nha mọi người. Rất lỗi luôn. Đây là cô gái đô con. Nam nữ nghệ sĩ Trung kê. Nhưng mà tại sao mọi người để cho em cái tóc ngắn như kia? Tại vì hợp với cá tính của em á. Không hợp. Em nói em thích một cô gái cá tính, chị cho em hóa thân thành một cô gái là thể thao, xăm mình cá tính thì đây là hình mẫu yêu thích của em. Không, nhìn cứ kiểu nó pha chút ngây thơ nhưng mà một chút gì đấy nó mạnh mẽ. Là do cái mặt của em thôi, chứ không phải do cái tóc. Em thử làm cái mặt ngây thơ chương trình chụp lại ghép vào khác thôi. Có cô gái tồn tại thật như này trên đời em thì không bao giờ yêu luôn, em nói thật luôn. Thế khổ cho em nhờ, mỗi lần mà em soi gương cho em mệt lắm nhờ. Để nhưng mà em là một phiên bản con trai em khác, em nhìn nó mê em à. Đây là phiên bản mà không giống con gái nhất. Nhưng mà cái này em không thể chấp nhận nổi. Cái hình ảnh này nó xa lạ. Nó xoắn não lắm đúng không Thịnh? Dạ. Ui. Thắng câu trận cho ai? Trông giống NSD nhờ. Trông cho anh Ngân. Trông anh Ngân cùng ui. Ôi trời, có tôi nữa à. Trông em như kiểu bảo vệ của mấy người này ấy. Chị Trinh là màu xô à? Ôi. Ôi. Ê, có chị Trinh kìa.
Xong chiếu hình chị Tinh. Giật cả mình. Anh Ngân ơi, anh ơi, anh Ngân ơi, nhìn anh Ngân trông xinh mãi luôn. Trông anh Ngân bực thế. Chị Tinh đẹp trai luôn á. Ít nhất mình cũng oppa lắm chứ bộ. Nhưng mà Trung Kê là xấu nhất. Trung Kê là xấu mà. Xấu mà xấu đau đớn nhất trong cái dàn đồ của em là gần như kiểu bảo vệ của mọi người ấy, nhìn trông. Đây là phiên bản tỏ tình hoàn mỹ không bao giờ được sản xuất của anh chúng tôi. Anh nhìn lại cái tấm của anh đi trông. Ê sao giống con gái thiệt quá vậy? Trung Kê nhìn như biến thái nhỉ. kiểu biến thái mà tóc dài chưa cắt thôi chứ mà không phải con gái luôn á. Ai cũng mang đồ đi van, có riêng Trung Kê là mang đồ đi chợ. Kiểu mà y như cái túi không đáy của Doraemon á. Đấy em thấy không? Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi á. Bây giờ người ta xua đuổi rồi anh ạ. Bây giờ là bị xua đuổi. Thật ra cái từ một mẫu này là nói giảm nói tránh của từ lùn đấy ạ. Ngân tập trung vào anh Ngân. Không, em chưa nói xong. Ngân trưởng thành lên. Em chưa nói xong là em thích lùn. Em ý thích em ý lùn chứ không phải là người. Em thích được lùn. Đấy, em ý thích được lùn chứ không phải là người yêu lùn. Minty mặc đồ đẹp nhất đấy. Em cũng thấy thế, Minty hôm nay mặc đồ đẹp. Minty đứng nhất, Minty đứng nhất. Ê, kết quốc một vòng đi Minty. Minty, đề tài của chúng ta là vest, là suit. Em chọn một phong cách unisex để làm tôn dáng đúng không? Stylist là cái bộ nào quái dị nhất là đưa cho em ạ. Mà em... Đâu, anh thấy đẹp mà. Đâu, đồ đẹp mà. Này, bộ này đẹp mà. Nhất là cái mà cái cọng tóc anh rủ xuống. Em không biết là ai làm tóc cho anh, rất là tuyệt vời. Ai? Anh tự làm em. À thế à? Nhưng mà em có thoải mái với bộ cánh này không? Dạ em... được cái là em mặc gì cũng đẹp, em thoải mái lắm. Ôi. À, đã đẹp trai lại còn khiêm tốn nữa. Trung Kê nhìn say mê nãy giờ không chớp mắt luôn. Còn Tuấn Dương lại có một trái tim dành riêng cho Minty hả? Sao Dương? Chỉ có một mình Trung Kê gọi điện thoại mới được có 30 giây ngồi khóc. Ôi trời ơi. Cưng nè. Thôi à, cái này em... Thì làm sao mà có thể làm thành một cái vlog được? Tại vì như thế này. Bình thường ấy, không bao giờ em kiểu biểu lộ cảm xúc của em ra. Ví dụ em vui, em chỉ... Còn em buồn thì em cũng kiểu mặt như thế thôi. Em sẽ không bao giờ kiểu biểu lộ cảm xúc của mình ra kiểu thế này thế kia cả. Nhưng mà phải nói thật là nhờ vào thử thách của chương trình mà 25 năm của em mới có thể nói được một câu yêu mẹ. Nhưng mà thôi, em mong là mọi người không xem cái clip đấy. Tại vì khiếp, em... khóc rớt rãi ghê lắm. Oh no. Thế thì lại phải càng mọi người xem. Đừng xem, mọi người đừng xem. Thế thì để mình xem, mình cắt cái clip này mình đăng lên luôn. No. Thôi. Nói chung là mình hôm nay mình khóc ghê thật. Hồi xúc động thật, chả hiểu sao kiểu mình cứ nghĩ mẹ mình là mình cảm thấy kiểu nó xúc động ấy. Em nhiều lắm em ơi, những nụ cười. Ơi, mẹ ơi, về nhà chưa? Con chưa, hôm nay con phải quay muộn lắm. Đang ở trường quay à? Đó, con đang được nghỉ. Con đang nghỉ rồi. Mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ đang ăn. Mẹ ăn xong chưa? Chưa, sao thế? Con nói chuyện mẹ một tí được không? Ừ, nói đi thoải mái. Ôi, nhưng mà mẹ phải ra chỗ khác cơ. Ừ, ok. Nói đi. Ra chỗ khác chưa đây? Nói đi. Rồi. Ra rồi, ra xong rồi. Ra. Con đi 2 ngày rồi đúng không? Đúng rồi. Mẹ nhớ con không? Nhớ chứ. Con cũng nhớ quá mẹ. Quá nhớ. Nhớ luôn. Con cũng nhớ mẹ. Đang bảo hôm nay vừa đi tập thể dục xong rồi bảo bố bảo chứ. Biết đi được, mới đi được có 2 ngày mà cảm thấy lâu lắm rồi ấy. Mẹ đợi con mấy hôm nữa nhá, con về với mẹ sớm luôn. Ok cậu. Với cả... Ăn ơi. Bây giờ con đang định bảo là con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ không yêu không? Chịu khó ăn uống mà nhá. Dạ vâng ạ. Thôi thế nhá mẹ nhá. Dạ vâng rồi, ạ. Rồi nghỉ ngơi đi vâng nhá. Con cảm ơn, con à mẹ. Trời ơi, sao em dễ khóc này. Ờ...
Nói thật là 25 năm qua em chưa giờ nói là em chưa giờ em thể hiện cái tình cảm của em cho người thân của em, như là bố, như là mẹ của em. Lần này em cũng cảm ơn chương trình vì đã cho em một cái cơ hội em có thể nói ra. Mặc dù lúc gọi điện cho mẹ em ấy thì em không nghĩ được cái gì cả, em chỉ biết là nói với mẹ là yêu mẹ thôi. Một cảm giác rất là hay, rất là thú vị. Và mọi người thấy em khóc trông em ghê quá không? Tùm lum, nước mũi, nước dãi, cái thứ. Thế nhá, cắt cảnh khóc quá đi. Tải ngay app hẹn hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.